Rồi bây giờ test ngoài đường em thử bật lên anh xem nào. Ok, em sẽ bật lên nha. Đó, anh nhìn chưa? Ánh sáng bi laser platinum đây ạ. Anh nhìn thế nào ạ? Rất là sáng. Và cái vùng nó khá là rộng à, nó đều. Dạ vâng, đúng rồi. Cái vùng nó rộng từ bên trái này anh ạ, qua bên phải này. Tức là để rất là tốt cho các bác tài xế khi vào cua anh. Nó rộng, nhìn thấy cái góc cua mình để mình cua an toàn nhất. Đó. Nhưng đây mà là... nhưng mà em thử lên lên pha anh xem. Dạ vâng, đây em mời anh. Sáng quá nhỉ. Anh nhìn chưa ạ? Đúng là trong nghe không mà một thời. Dạ vâng đây ạ. Nhưng mà nó có bị chói không? Bị chói ngược chiều không? À, khi pha lên gì bất cứ một đèn nào cũng đều chói cả anh ạ. Thế khi cốt cơ? Cốt không bao chói ạ. Không bao giờ chói. Dạ vâng, cốt thì nó mặt cắt cốt thì ngang cái tầm anh nhìn cái tầm sáng được tầm nào đúng không ạ? Thì nó chỉ chói tầm đấy thôi ạ. Đó đấy, có anh đi. Anh ơi có chói không anh? Không chói. Không chói đấy, anh đang đi thể dục đấy. Dạ vâng ạ. Vâng, cảm ơn anh nhá. Nhưng mà dạ. Đây, từ cây này đến cây kia nó chỉ là 10 mét thôi, chuẩn đô thị mà. Dạ vâng ạ. Đúng không? Thì nó đây khoảng 150 mét. Em khoe với anh 300 mét. Mà bây giờ em thử lùi lại. Được, để em lùi lại thử cho anh luôn. Cốt thôi nhá. Dạ vâng. Cốt xem có đủ không. Ở đây nó không phải là cái đường ngã tư thẳng với nhau. Dạ. Thế cho nên là tầm này 200 mét đủ rồi. Nhưng mà anh nghĩ là đây. Đây 200 mét anh có thấy gì không ạ? Vẫn vẫn lên đi, vẫn lên lên pha hộ anh cái. Anh đây. Anh nhìn này cốt, anh nhìn vai kia. Anh nghĩ vẫn nét mọi sự vật hiện tượng. Đó, thử thử lên pha xem. Đây anh ơi. Sáng thật. Anh nhìn chưa ạ? Chụp cái hình. Anh nhìn đấy ạ, này rất cao anh nhá. Anh nhìn cái đường cắt pha nó lên kìa, lên đỉnh gọn cây luôn kìa, rất cao luôn và rộng này. Đây, rồi cốt này. Đây là cốt đây ạ. Rồi em lên pha hộ anh. Pha anh nhá, đây rồi. Pha anh ơi. Đây có người đi bộ qua luôn này. Đấy, đây. Đây người thật việc thật này. Khoảng cách khoảng 200 mét đây ạ. Đây với là hai quả anh nhá, hai quả bi đây ạ. Leo lên 4 quả gì nó x2 lên. Rồi bây giờ anh sẽ ra đứng đường trước. Dạ vâng. Xem có bị chói mắt hay không. Lúc dạ, này vâng. Hỏi người dân rồi nhưng mà bây giờ mình phải thử chứ. Dạ vâng. Đó. Đây. Không chói thật. Không chói. Đây. Cái camera này nếu mà nó bị chói này thì nó sẽ lóe lên hết lên. Chụp lại cho mọi người xem. Để biết chói hay không ấy thì mình thử bật giúp anh cái pha ấy. Đây anh ạ, đây anh ạ, anh đây ạ, đó. Bật bật lại, anh phải quay mắt đi, anh quay mặt đi, anh báo bật thì hãy bật nhá. Dạ. Rồi anh chụp ảnh lại, bật giúp anh ạ. Đây mới là chói đúng không ạ? Đúng rồi, lên pha. Ok.